Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình nha. Đây, thì hôm nay thì biệt đội các siêu nhân người nhện Spider-Man bọn tôi các bạn. Đây, có rất là nhiều các siêu nhân người nhện Spider-Man phiên bản khác nhau luôn các bạn. Đây, bọn tôi tập hợp ở đây các bạn. Ngoài ra thì còn có cả ba robot người máy Spider-Man các bạn. Đây, đây thì bọn tôi có đem theo ba robot người máy người nhện Spider-Man của các siêu nhân người nhện bọn tôi luôn các bạn. Đây, thì hôm nay thì các siêu nhân người nhện bọn tôi sẽ bảo vệ cái bờ biển ở đây các bạn. Đây, đây thì hôm nay thì có rất là nhiều du khách, những cái người dân người ta đi du lịch tắm biển ở đây các bạn. Đấy, rất có nhiều vụ mất tích ở ngoài bờ biển các bạn. Vì vậy thì các siêu nhân người nhện bọn tôi phải đến đây để bảo vệ cũng như là tìm hiểu xem là nguyên nhân vì sao mà xảy ra nhiều vụ mất tích như vậy các bạn. Đấy, ngoài ra thì các siêu nhân người nhện bọn tôi còn đem theo các robot người máy luôn các bạn. Đấy, nếu mà có xuất hiện quái vật thì bọn tôi sẽ tiêu diệt luôn các bạn. Phải không cần phải gọi người máy tới. Tại vì người máy thì bọn tôi cũng đã gọi tới sẵn rồi nè. Giữ cho. Ok. Bây giờ thì tôi sẽ dùng ống nhòm để quan sát ở ngoài biển các bạn. Để xem là có người nào bị đuối nước hay là cần giúp đỡ gì hay không các bạn. Đây, tôi sẽ sử dụng ống nhòm để quan sát ở ngoài biển các bạn. Để xem là có người nào tắm biển bị đuối nước và cần giúp đỡ hay không nha. Hay là có xuất hiện quái vật hay là cái gì hay không nha. Thì các siêu nhân người nhện bọn tôi có thể kịp thời ra ngoài đó giúp đỡ các bạn. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy, tôi vẫn đang tìm quan sát các bạn. Đây, tôi đang quan sát của ngoài biển nha bạn. Đây, ở đây có một cái những người dân người ta đi mô tô nước đi chơi các bạn. Đây. Ui. Ai vẫn chưa thấy xuất hiện cái gì nha bạn. Đây, ui các bạn. Xuất hiện mấy cái con cá nó đang đuổi theo cái chiếc mô tô nước các bạn. Đây, các bạn thấy chưa? Ui. Ui, tiêu rồi các bạn ơi. Đây. Đây. Đây, hiện tại thì ở ngoài bờ biển đang xuất hiện những cái con cá gì nè bạn. Đây. Ủa, nó bay nó táp người dân các bạn ơi. Đây, bạn thấy chưa? Đây. Ui rồi ôi, mấy con cá này rất là lớn các bạn. Ui đây các bạn ơi, ở ngoài bờ biển xuất hiện những cái con cá gì rất là nhiều luôn các bạn. Đây. Ui, đây các bạn thấy chưa? Có rất là nhiều những cái con cá có vây giống như là cá mập cho bạn. Đây. Đây, có một con các bạn. Ui rồi, hình như là mấy con cá này là mấy con cá mập zombie nha bạn. Đây, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đây, bọn chúng đang tấn công những cái người dân tắm biển ở đây các bạn ơi. Ai có thấy chưa? Rất là nhiều ở ngoài biển luôn. Ui, tiêu rồi. Ồ đây các bạn. Rất là nhiều ở dưới biển các bạn. Bọn chúng đang đến cái bờ biển này để tìm kiếm thức ăn cũng như là đi săn mồi các bạn. Đây. Những con cá mập này cái răng của bọn chúng dính máu rồi thấy chưa? Đây. Những con cá mập này gọi là những cái con zombie cá mập nha bạn. Ui, tiêu rồi các bạn ơi. Ở ngoài bờ biển đang xuất hiện một đàn những cái con cá mập zombie khổng lồ đang tấn công những cái du khách, những cái người tắm biển ở đó nha bạn. Bây giờ thì biệt đội các siêu nhân người nhện bọn tôi phải ra ngoài đó tiêu diệt bọn chúng nha. Nếu không thì sẽ có rất là nhiều vụ cá mập ăn thịt người các bạn. Đây, đây, đi thôi anh em ơi, lấy súng ra nha. Dạ, phải nhanh lên mới được các bạn ơi. Nếu không thì sẽ có rất là nhiều người dân xấu số vì mấy con cá mập đó ăn thịt đấy. Đây, bọn tôi sẽ xuất phát nha. Đây, chúng ta sẽ xuống cái cầu thang này bạn. Đây, đấy, dữ chưa? Wow, đây. Tăng tốc nha bạn. Đây, sau một hồi thì bọn tôi cũng đã xuống các bạn. Nếu cần thì bọn tôi sẽ gọi cho các robot người máy xuất chiến luôn nha bạn. Đây, ba robot người máy thì các bạn cũng đã sẵn sàng chiến đấu rồi bạn. Bây giờ sẽ ra ngoài đó xem trước nha. Để xem là mấy con cá mập này nhiều cỡ nào các bạn. Bây giờ thì bọn tôi đã ra xuống bờ biển các bạn. Nhanh chóng ra ngoài chỗ mà mấy con cá mập zombie bọn chúng đang tấn công các bạn. Đây. Đây, 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 nhớ lên em ơi. Ai. Ôi dồi ôi. Đây các bạn. Ủa, có mấy con cá mập đó. Nó bơi lên bờ biển luôn nè. Đây, ở trên bãi biển này có xác của mấy con cá mập zombie luôn các bạn. Đây. Ủa, nhiều lắm các bạn ơi. Đây, có mấy con nè các bạn nè, nhìn nè. Mấy con cá mập zombie là cái bụng của nó bị khoét một lỗ đi các bạn. Đây, ủa nè, xương sườn đồ nè bạn. Đây, cái miệng của nó nè. Đây, mấy con cá mập zombie này thì như là vẫn còn nhỏ nha bạn. Có những con nó còn to cơ hơn một chiếc thuyền luôn nha. Ai, ui rồi, đi đi anh em ơi. Ai, hôm nay thì các siêu nhân người nhện bọn tôi phải tiêu diệt hết mấy con cá mập zombie ở đây các bạn ơi. Cứ tiếp tục như vậy thì những cái người dân, những cái khách du lịch các bạn, bọn họ tới đây tắm biển thì không được an toàn nha, phải tiêu diệt hết bọn chúng nha. Ai, ở đây có một con nữa nè. Ai, có nghe chưa? Ai, mấy con này thì tụi nó hung dữ các bạn,
nó bơi lên cái bờ biển và nó bị kẹt ở trên cái đất liền nè bạn. Vì vậy tụi nó bị chết khô trên đây nha. Ủa đằng kia có rất là nhiều đúng không? À đây, hôm nay thì biệt đội các siêu nhân người nhện bọn tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ mấy con cá mập zombie tấn công cái bờ biển này luôn các bạn. Ngoài ra có một con nữa nè. Đây các bạn thấy chưa? Đây có một con nó đang ở dưới cái bãi biển các bạn. Chỉ cần có người dân nào xuống tắm một cái là nó sẽ tấn công nha. Thấy ghê chưa? Nhiều chưa? Ui dồi ôi, nhiều đó các bạn. Tiêu diệt con này trước nha. Đây, tiêu diệt con này trước các bạn. Ôi rất là nhiều các bạn. Mấy phát thì nó mới chết đấy. Đây, đi anh em ơi. Ồ nhiều chứ các bạn. Một đống luôn nè. Đây các bạn, nó bơi tùm lum luôn nè. Tiêu diệt hết luôn nha. Giờ rất là nhiều luôn, nguyên một đàn mấy con cá mập zombie luôn các bạn. Mấy con cá mập này nguy hiểm lắm nha bạn. Phải tiêu diệt bọn chúng nha. Nếu không thì sẽ có rất là nhiều người dân bị bọn chúng tấn công ấy. Đây, tôi sẽ tìm kiếm và tiêu diệt hết bọn chúng nha bạn. Để xem. Ủa đây có một con nữa nè. Ui cái gì vậy? Đây các bạn. Các bạn thấy chưa? Có một con nó tấn công siêu nhân người nhện tôi nè. Đây, đây đây con này nè. Ui nó chạy lên bờ luôn nè. Đây, các bạn thấy chưa? Con này to lắm. Đây nó mới táp siêu nhân người nhện tôi một phát các bạn. Ui con này mạnh dữ vậy ta. Bắn rất là nhiều đạn luôn mà nó vẫn chưa chết luôn nè. Đây thấy chưa? Ui tiêu diệt con này nha. Đấy, chết rồi. Ui, bắn rất là lâu mới chết đó nha bạn. Đây, hiện tại thì các siêu nhân người nhện bọn tôi đã lội xuống biển để tìm kiếm những con cá mập zombie các bạn. Ui, nó tới kìa. Đấy các bạn. Đây, nó tấn công các siêu nhân người nhện bọn tôi nè. Đây, các bạn thấy chưa? Nó lôi bọn tôi xuống dưới đáy biển và nó sẽ xé xác các siêu nhân bọn tôi ra các bạn. Ghê chưa? Đây, các bạn. Đây. Mấy con cá mập này nguy hiểm thật sự các bạn ơi. Đây. Ui dồi xém nữa là tôi bị tiêu đời các bạn. Cũng may là các siêu nhân người nhện bọn tôi thì có cái bộ áo giáp người nhện siêu nhân các bạn. Nó tiêu diệt được mấy con này. Tiêu diệt được một con này to nữa. Mấy con cá này thì bọn chúng lại rất là không thể lên bờ được các bạn. Tại vì cá thì chỉ sống ở dưới nước được thôi. Đây các bạn nhìn tôi chơi tuyệt chiêu nè, tôi sẽ lôi mấy con cá này lên bờ các bạn. Đây, bắn tơ kéo tụi nó lên bờ. Đây, bây giờ sẽ tìm kiếm mấy con cá mập zombie và bắn tơ nhện để lôi mấy con cá mập tiêu diệt hết bọn chúng nha. Nhiều chưa bạn? Ù nhiều chưa? Tiêu diệt nãy giờ nè. Rất là nhiều mấy con cá mập bị tiêu diệt rồi. Đây bạn, ủa nó xuất hiện nữa rồi kìa. Đây, ui, nó tấn công kìa. Ủa nó tấn công cái siêu nhân người nhện bọn tôi nè bạn. Đây. Ai, ui bắt được một con rồi, lôi lên biển nha. Mày sao mày. Đấy, ui nó táp kìa thấy chưa. Ui, đây đây con này. Ui con này nó tấn công siêu nhân người nhá. Mày. Ui. Đây, đây có một con nữa nè. Tuyệt chiêu. Ui. Bắn to nữa nha bạn. Tôi bắn tuyệt chiêu nè, ấy dữ chưa? Rồi đây còn một con nè. Ui dồi ôi nhiều lắm các ơi. Đây tìm kiếm và tiêu diệt hết nha. Ui nó phóng ra nó kìa. Ui dồi ôi nó này. Ai ui nó lôi tôi xuống biển nè bạn. Nhảy lên. Đây bắn tơ điện nha. Mày ai các bạn. Ui đây các bạn. Bắn con cá nó quay vòng vòng luôn. Ui các bạn thấy chưa? Tôi bắn tơ các bạn. Con cá nó bị dính tơ nhện các bạn, nó bị quay vòng vòng luôn nè. Tiêu diệt con này nha. Rồi kéo nó lên bờ các bạn ơi. Kéo nó lên bờ. Rồi tiêu diệt thêm một con nó. Ui nó lôi nó chạy xuống biển rồi kìa. Ui con này mạnh lắm. Kéo lên. Đấy. Rồi bắn tơ và lôi nó lên các bạn. Rồi lôi lên rồi nè. Đấy chích queo rồi. Rồi tìm kiếm và tiêu diệt hết bọn chúng rồi các bạn ơi. Đây các bạn, tôi sẽ dùng lửa để nướng con cá này luôn cho bạn xem nha. Đây bây giờ thì tôi sẽ lấy bơm lửa ra đốt cái xác con cá nập luôn. Đây, thiêu nó luôn các bạn. Đây. Đấy ui nướng con cá này luôn các bạn. Cháy, ui nó cháy nè các bạn.
Đây, một lát thì chúng ta sẽ có món cá nướng các bạn. Đây, wow, con cá bị nướng lên các bạn. Thơm phức luôn. Đấy, giữ cho. Ok, tiếp tục tiêu diệt bọn chúng thôi con ơi. Đấy, lấy súng ra nha. Lần này thì chúng ta sẽ sử dụng súng siêu xịn này quen ơi. Đây, cái cung tên này bắn mạnh lắm nha bạn. Đấy, con nhìn nào. Mày, giữ cho. Bắn ra tên lửa các bạn. Đấy, trời ơi, bắn nó nổ một cái đùng luôn. Đấy, con cá mập làm sao mà chịu nổi. Đấy. Đấy, con cá nó bị nướng chín đen nó cháy rồi bạn. Ấy, cho thêm mấy phát nữa. Ai. Ui dồi ôi, nhiều chứ bạn. Mấy con cá này là cá mập zombie nha bạn. Cái bụng của nó bị khoét ra một lỗ như vậy nè, rất là kinh dị luôn bạn. Ai. Cái miệng của tụi nó thì rất là sắc bén nha bạn. Hàm răng của tụi nó thì hình như là dính máu nha bạn. Ai thấy chưa? Cái mắt của nó thì màu đỏ nha. Cơ thể của nó thì không giống mấy con cá mập bình thường các bạn. Cơ thể thì màu đỏ và có gân màu đen nha bạn. Ai. Giờ mấy con cá mập này rất là dài luôn. Bụng của tụi nó thì có một cái lỗ trống các bạn. Ruột gan phèo phổi hình như là bị rơi ra rồi bạn. Đây giữ cho. Ui rồi. Đây bọn tôi sẽ tiêu diệt hết mấy con cá mập zombie này, sau đó thì hoàn thành nhiệm vụ nha bạn. Đây, ở đằng đây. Ui các bạn, ở đây có một đống luôn nè. Đây các bạn nhìn nè. Tôi sử dụng cái cây cung tên tôi bắn một phát thôi nè. Đây, canh ở chính giữa nha bạn. Nó sẽ nổ một phát trúng hết tất cả luôn. Nhìn nè. Đấy. Ui rồi. Đây, có một số con nó bị lật bụng lên rồi, nó bị tiêu diệt rồi. Đây các bạn thấy chưa, cung tên này mạnh chưa, bắn hai phát thôi mà tiêu diệt nguyên một đàn mấy con cá luôn bạn. Ba phát luôn nè, nổ mấy con cá này banh xác luôn ấy chứ. Đây cuối cùng thì các siêu nhân người nhện bọn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ các bạn. Đây hiện tại thì cái bờ biển, cái bãi biển này thì xác của mấy con cá mập zombie chất đầy nhóc luôn bạn thấy chưa, nhiều chưa. Ui rồi ôi,